Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ Duy Khánh. Vâng, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua và bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng. Và trong ngày hôm nay em lại review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một chiếc Kia Hyundai Grand i10, Hyundai Grand i10. Có năm sản xuất 2014, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, một chiếc xe bản đủ. Vâng, bản đủ thì được trang bị nó dàn đúc 4 bánh, đèn gầm, phanh đĩa ABS, túi khí, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, đề lỗ start top, chìa khóa thông minh các bác nhé. Xe thì mang biển kiểm soát 30A31299. Dòng xe này thì bản đủ sẽ có cảm biến này, 4 cảm biến phía sau này, cảm biến lùi này, gạt mưa phía sau này, sơn xi màu bạc đó, còn giặt rất là đẹp chứ. Xe này thì có qua một chút dịch vụ nhưng về cơ bản thì xe vẫn còn rất là cứng cáp, với mức giá cũng rất là tốt các bác nhé. Năng xăng đúc 4 bánh, phanh đĩa ABS 2 bánh trước, xi nhan tích hợp trên gương đó. Gương cụp xòe, chìa khóa thông minh thôi nhé. $238 thôi. Các bác là sử dụng một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu đó nhé. Vô lăng còn rất ok các bác này. Trên vô lăng được tích hợp các phím bấm vật lý, tăng giảm âm lượng, chuyển bài, điều chỉnh các lô đồng hồ và túi khí các bác nhé. Với cái phím vật lý này thì trên dòng xe hạng D thì 100% là có các bác nhé. Còn lô xe hạng A, hạng B thì cũng có xe chưa chắc đã có. Đầu đài nguyên bản, chân lỉ nguyên bản, nội thất ghế da nguyên bản. Gương kính chỉnh điện các bác nhé, gương cục xòe, cục xòe các bác này, táp lô táp vi sạch sẽ này, keo chỉ 4 cánh ok các bác nhé, đó. Không đâm xô tai nạn. Đấy, phần tem mát sản xuất này các bác này, nhập khẩu, dòng xe này form dáng đẹp, tiết kiệm nhiên liệu, máy xăng số sàn động cơ 1.0 các bác nhé. Bốn cổ lốp thì tương đối là đều nhau. Đấy, rãnh lốp còn khá là sâu rồi, 70-80% các bác này. Cổ lốp thì cực kỳ ok nhá. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, hoặc bấm vào nút chuông, nút đăng ký các bác nhé, bấm nút chuột vào nút đăng ký phía bên dưới bên tay phải màn hình. Đấy, để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác mà em đưa lên các bác nhé. Mua xe cũ thì cũng không phải là dễ các bác ạ, cũng phải lựa chọn nhiều dòng xe thì mới có thể được chọn được cái ý nó phù hợp với mình các bác nhé. Các bác đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240, hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Đấy, cũng như có thể trao đổi thêm về thông tin giá cả, và cũng mời các bác đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm và xem xe các bác nhé. Hiện tại bên cửa hàng có rất nhiều các mẫu i10 các bác nhé, từ bản thiếu bản đủ đều có hết các bác. Dòng này là cốp rất là thông minh, cứ các bác cứ để chìa khóa gần là sẽ mở được cốp, không cần phải bấm khóa hay là rút chìa gì cả.
Dòng này xe máy móc rất là lành các bác ạ. Ít hỏng vặt. Đồ đạc thay thế cũng rất là sẵn mà rẻ. Thiết bị kích lốp. Lốp sơ cua đầy đủ các bác nhé. Còn máng nước quá. Theo chỉ nắp cốp này. Nguyên bản thế nhà máy sản xuất. Hơn 200 triệu đồng. Gạt mưa phía sau. Đưa nút gió. Gầm bệ của xe đây các bác này. Gầm bệ chắc lịch các bác nhé. Buông xuống ngọt nha. Dòng này hệ thống giảm xóc đi nó cũng rất là êm các bác. Rất là mềm mại. Táp ly 4 cánh này. Theo chỉ nguyên bản cho nhà máy sản xuất. Xi nhan tích hợp trên gương. Xi nhan tích hợp trên gương thì người phía sau người ta sẽ nhìn rõ hơn các bác nhé. Ốc vần này chưa bao giờ đụng đến cả lên một lết các bác nhé. Vâng, bác nào mà Hà Nội Sài Gòn thì sẽ không phải mất 20 triệu tiền biển. Các bác chỉ việc công chứng, làm hợp đồng công chứng thôi. Để cứ thế đỏ để biển đó mà chạy thôi. Giấy tờ hợp pháp. Công an người ta có kiểm tra thì người ta chỉ kiểm tra là cái xe đó là có đầy đủ giấy tờ hay không thôi. Người ta cũng không cần biết là ai là người sở hữu. Hiện tại. Các bác có đổi đăng ký vào tên mình thì cũng chỉ mất tầm 5-6 triệu rồi các bác nhé. Còn đâu chiếc xe này mà đổi đăng ký vào tên vào tỉnh nó phí quá. Đó. Bảng các lô đồng hồ đây các bác này. Đầu đài nguyên bản. Đầu này thì có thể dùng USB đây các bạn này. Này UX. Này FM. Gương cụp xòe. Đó. Các bạn mà đi qua chỗ hẹp có thể cụp gương lại. Lách qua các bạn nhé. Xong lại bật ra được ngay. Chỉnh điện. Hệ thống điện của dòng i10 này rất tốt các bác nhé. Đó. Đèn đóm rồi cả gương kính chụp xe kìa. Đó. Kính thì em test hết rồi. Hoạt động trơn tru. Trên vô lăng nó tích hợp các cái phím âm lượng này. Tắt tiếng này. Phát chương trình, chuyển bài. Bằng chỉnh tốc độ đồng hồ. Đấy các bác. Đi xe vẫn lái bình thường, vẫn tay vẫn để trên lái mà vẫn điều chỉnh được về âm thanh rồi tắt tiếng khi có điện thoại nó sẽ an toàn hơn. Là các bác phải nhìn xuống phía màn hình điều hòa rét run các bác nhé. Phần xi nhan phun nước gạt mưa, phun nước rất đẹp các bác này. Vâng, với mức giá này thì bên em bao suất hồ sơ và nếu mà các bác có thể đầu tư thêm một chiếc màn hình cam lùi nữa. Cam lùi em có rồi. Chìa khóa thông minh các bác nhé. Đây là status. Vâng, sau đây em sẽ tiến vào phần khoang máy cho các bác xem này. Máy nổ
rất êm. Chân kính trời mưa đầy đủ hết, hơn 200 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại 2021 thì với mức giá xe dòng Kia và Hyundai này lăn bánh xuống đường thì bạn thiếu thì cũng phải ít nhất là phải 350 triệu đồng. Vâng, là một mức giá rất là phù hợp. 2014 bản đủ máy xăng số sàn động cơ 1.0 nó rất ok đó nhé. Phần giám sát đây, phần tai này, phần này chưa vào đụng đến cái lê mòn hết. Đây là phần bánh đĩa ABS nhưng bánh chống bó cứng, chống trơn trượt hai bánh trước. Máy móc khô ráo sạch sẽ, này form dáng đẹp, nhỏ gọn, cốp cũng rộng rãi hơn Morning. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa có bến khác, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ, một chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ có năm sản xuất 2014, máy xăng số sàn động cơ 1.0 bản đủ thì được trang bị la răng đúc 4 bánh phanh đĩa ABS, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, chìa khóa thông minh, để đổ start top. Với mức giá là 238 triệu đồng. Còn 238 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Đang làm một đúng chất mẫu xe này nhanh tay nhấc máy, gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể trao đổi thêm về thông tin giá cả. Và em cũng mời các bác đến trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn các bác. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.